Ta khẳng định rằng nguyên nhân của mọi tội lỗi đều do chính bản thân chúng ta. Cũng chính chúng ta mới có thể mở ra cánh cửa giải thoát. Chỉ cần giữ gìn năm giới. Giới thứ nhất, không sát hại sinh mạng của chúng sinh. Mọi chúng sinh đều sợ chết như quý vị vậy. Khi bỏ được nghiệp giết hại, thì trong lòng quý vị tự nhiên sẽ sinh khởi lòng từ bi. Giới thứ hai, không được trộm cắp và phải cố gắng hết khả năng của mình giúp đỡ những người khốn khó. Giới thứ ba, không tà dâm, thủy chung đối với vợ hay chồng của mình. Giới thứ tư, không nói dối, không nói hai lời, không nói lời ngon ngọt hay nói những điều không thích đáng. Giới thứ năm, không uống các thứ làm say lòng người. Pháp môn của ta rất đơn giản nhưng vô cùng vững chắc. Những điều ngài nói hàng bình dân như chúng con đều có thể hiểu được. No.